Bây giờ là 6 giờ 52 phút sáng và bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc báo buổi sáng cùng với kênh BTC 9 Hôm nay nhà tôi cũng nói ở đầu chương trình rồi đó, ngày mùng 1 tháng Chạp rồi. Người ta hay nói đây là tháng cũ mật. Chúng ta phải nhìn trước ngó sau, không có để cho đồ vật của mình để ngoài tầm mắt của mình. Tuy nhiên là trong cái thời đại công nghệ như thế này thì có rất là nhiều nguy cơ về lừa đảo, không chỉ là lừa đảo trực tiếp mà còn lừa đảo trên mạng nữa, đặc biệt là cuối năm. Mà năm nay cũng là một năm rất buồn nhưng nhiều người cũng có nhu cầu mua sắm và mua sắm như thế nào khi mà cái khoản chi tiêu của mình vẫn còn chật rất là nhiều chiêu trò lừa đảo trên mạng đối với vấn đề tài chính và nếu không cẩn thận khách hàng có thể dễ dàng trở thành những con nợ với lãi suất cao có rất nhiều bài viết đáng chú ý về những cái tâm điểm này và thời điểm của năm chắc chắn là chúng ta cũng cần phải nhìn lại những gì đã làm được những gì chưa làm được và cần phải tháo gỡ trong thời gian tới và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi điểm qua những bài viết đáng chú ý chị Vân Trang. Dạ vâng ạ ngay đầu tiên thì đó là trên báo tuổi trẻ trang số 2 số 3 thì có bài viết đó là lừa đảo bùng phát trên mạng mở mắt vì hoa hồng cao theo bài viết thì các công ty như là các công ty trên mạng thì thường xuyên đăng tuyển vụ cộng tác viên bán hàng với Facebook hứa hẹn đăng tin được 50.000 đồng trên một ngày. Bán được hàng sẽ có tiền hoa hồng. Khi đăng ký làm cộng tác viên vừa đăng tin lên Facebook thì lập tức sẽ có người vào đặt hàng. Nhưng mà sau khi đưa tiền để lấy hàng từ công ty thì người mua hủy đơn và chặn liên lạc. Cộng tác viên lại phải, phải ôm hàng. Theo các nạn nhân thì họ dễ bị rơi vào bẫy vì đây là công việc khá dễ dàng và phù hợp khi mà đang ở nhà. Đôi lúc nhiều người cũng bị mức lời của hoa hồng che mở mắt mà ôm hàng. So với giá niêm yết bán công khai thì giá nhập hàng của cộng tác viên luôn thấp hơn từ 30 đến 40%. Cá biệt là nếu nhập số lượng lớn thì hoa hồng có thể lên tới mức là 50%. Và những quảng cáo tuyển dụng của tác viên thì luôn luôn được chạy sponsor ở trên mạng Facebook và xuất hiện rất nhiều ở trên newsfeed của cá nhân tôi và rất nhiều người khác. Và nếu chúng ta nhẹ dạ cả tin thì chắc chắn sẽ là một cái Tết không vui khi mà bị lừa đảo trên mạng như vậy. Và không chỉ tuyển dụng của tác viên bán hàng trên mạng xã hội, cuối năm còn là một cái thời gian nở rộ những chiêu trò lừa đảo cho vay tiền dễ dàng đến mức người ta nói là búng tay một phát là có thể có tiền tiêu xài, khiến nhiều người mắc bẫy. Và cũng trên báo tuổi trẻ trên trang 3 có bài viết rất đáng chú ý là coi chừng những nhân viên ngân hàng giả mạo. Bài viết này cho hay là hiện nay thủ đoạn phổ biến được các đối tượng lừa đảo sử dụng là giả danh nhân viên các ngân hàng rồi ví điện tử công ty tài chính để gọi điện và nhắn tin từ số điện thoại lạ thông báo người dùng trúng thưởng lớn và yêu cầu người dùng hoàn tất thủ tục nhận thưởng bằng cách cung cấp các thông tin bảo mật của tài khoản như là mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP hay là số thẻ ngân hàng. Nếu cắn câu thì tài khoản của nạn nhân nhanh chóng bị vét sạch. Một thủ đoạn khác cũng được các đối tượng lừa đảo hay dùng đó là giả danh cán bộ công an, cơ quan chức năng gọi điện thông báo tài khoản người dùng đã bị tội phạm xâm nhập, yêu cầu cung cấp các thông tin trên để giúp người dùng bảo vệ tài khoản. Và mới nhất, các đối tượng lừa đảo còn giả danh nhân viên tuyển dụng của các công ty để gọi điện khai thác thông tin người dùng. Một trò lừa khác là thu phí mở thẻ tín dụng giả nhằm đánh vào tâm lý muốn vay tiền trang trải lúc cuối năm. anh chà có thể thấy rất là nhiều những chiêu trò khác nhau vào dịp cuối năm này và quý vị và các bạn quan tâm thì không thể bỏ qua bài viết trên trang 3 của báo tuổi trẻ số ra sáng nay không chỉ là giả mạo nhân viên ngân hàng đâu ạ mà trong thời đại 4.0 như thế này đặc biệt là năm vừa qua là một năm kinh tế rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính vì vậy mà chúng ta việc sử dụng thẻ tín dụng cũng vô cùng phổ biến và sau Tết Nguyên Đáng thì nhu cầu cho vay để trả nợ thẻ tín dụng tăng cao bởi vì một năm quá khó khăn đã qua đi và lập tức dịch vụ cho vay đáo hạn thẻ tín dụng nở rộ như nấm mọc sau mưa. Cảnh báo về tình trạng này thì báo tuổi trẻ trên trang số 6 số 7 có bài viết bùng nổ dịch vụ đảo nợ thẻ tín dụng. Theo đó nhằm giúp hành khách nhằm giúp khách hàng có thẻ để tránh phải trả lãi cao cho ngân hàng hoặc là rơi vào nhóm nợ xấu, thì dịch vụ này đang nở rộ, chạy quảng cáo liên tục trên Facebook với dạng cà thẻ ngay, nhận tiền liền tay. Trao đổi với phóng viên báo tuổi trẻ thì tổng giám đốc của ngân hàng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cửa hàng và khách hàng bắt tay nhau làm giao dịch không có thật là hành vi bị cấm. Họ lách luật rút tiền mặt chi tiêu mà vẫn được ngân hàng miễn lãi trong khi thẻ tín dụng bản chất là xài xước, xả, trả sau và ngân hàng không khuyến khích rút tiền mặt. Do vậy, ngân hàng chỉ miễn lãi là 45 ngày với trường hợp cả thẻ chi tiêu. Còn nếu rút tiền mặt tại ATM thì bị tính lãi ngay và ngân hàng cũng không cho rút hết 100% hạn mức của thẻ. Ngân hàng nhà nước cũng vừa lên tiếng cảnh báo, cụ thể tại chỉ thị 02 vừa được ban hành. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng ngăn chặn giao dịch thanh toán khống nhằm rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. cuộc sống như là một cỗ máy, càng nhiều chi tiết càng phức tạp và đó cũng chính là những hệ lụy của cuộc sống hiện đại khi chúng ta có rất là nhiều những cái tiện ích và đi cùng với những tiện ích đó là rất nhiều những nỗi lo và quý vị và các bạn có thể tìm đọc cụ thể trên những cái bài báo mà chúng tôi vừa mới chuyển tải đến quý vị và các bạn. Tết cũng đang đến rất gần rồi và cái câu chuyện về giao thông làm sao để có thể mua được một tấm vé về nhà ăn Tết cũng là một câu chuyện luôn luôn canh cánh trong rất nhiều người và xin được chuyển sang những thông tin giao thông đáng chú ý về chủ đề này được báo chí đăng tải sáng nay. Báo Lao động trên trang 1 và trang 4 có bài viết mở bán vé xe Tết tại bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh, xe thương hiệu thì cháy vé, còn xe ủy thác thì bán chậm. Bài viết này cho hay ngày 12 tháng 1, bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu bán vé xe Tết ủy thác, tức là các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé. Về các tỉnh khu vực miền Trung từ 24 đến 28 tháng Chạp, nhưng lượng khách mua vé thì không nhiều. Trong khi đó thì một số quầy vé của các hãng xe có thương hiệu tự tổ chức bán vé, lượng khách lại tập trung rất đông dù nhà xe thông báo hết vé vào các ngày cao điểm. Chia sẻ về lựa chọn này, một khách hàng cho hay và ủy thác hoàn toàn của các hãng xe nên không có tên tuổi, chất lượng phục vụ chưa rõ, chưa đi lần nào nên không an tâm. Ngoài ra đường xa nhưng vé xe ủy thác an toàn là ghế ngồi nên đi xe sẽ rất vất vả, trong khi xe thương hiệu hầu hết là vé giường nằm. Còn đại diện bến xe miền Đông thì cho rằng có thể trong ngày đầu mở bán vé xe ủy thác thì nhiều người chưa biết đến nên mới ít người mua. Vậy thì tâm lý của người trong cuộc ra sao và các hãng chức năng cũng đã đưa ra những cái phản ứng như thế nào và hướng xử lý ra sao? Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 1 và trang 4 của báo Lao động. Cũng là một bài viết liên quan đến giao thông và những tiện ích liên quan thì sau gần 4 năm thi công, vào ngày 11 tháng 1, công trình hầm đường bộ Hải Vân 2 đã chính thức được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, ngay tại buổi lễ khánh thành tổ chức ở Đà Nẵng thì đại diện chủ đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, tập đoàn Đèo Cả tuyên bố sẽ đóng cửa công trình này. Vì sao doanh nghiệp lại có tuyên bố này thì báo Người Lao động trên trang số 5 có bài viết: Nguy cơ đóng cửa hầm Hải Vân 2, chủ đầu tư ra yêu sách đã đưa ra câu trả lời. Lý do được doanh nghiệp này giải thích là đã gần 3 năm trôi qua, các vướng mắc vẫn chưa được giải quyết. Áp lực tài chính, trả nợ ngân hàng, chi phí vận hành hầm không bảo đảm, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay giải quyết. Những vướng mắc đó là phần vốn ngân sách nhà nước cam kết đóng góp vẫn còn là 1.180 tỷ đồng chưa được giải ngân. Ngoài ra, việc hoàn thuế giá trị gia tăng gặp khó khăn vì cơ chế, phương án thực hiện chưa thống nhất, gây thiệt hại cho nhà đầu tư 200 tỷ đồng. Về những vướng mắc được doanh nghiệp đưa ra, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể thừa nhận, đến nay vẫn chưa giải quyết được rứt điểm. Việc này Bộ Giao thông Vận tải cũng đã báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ. Cũng là một câu chuyện giao thông rất đáng chú ý được đăng tải trên báo Giao thông trang 11 bài viết với nhan đề báo động người vi phạm giao thông tấn công cảnh sát giao thông. Theo bài viết này, thì năm qua toàn quốc đã xảy ra 24 vụ chống người thi hành công vụ, làm cho 11 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương. Và đáng lo ngại, một số người vi phạm giao thông ngay khi cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe đã lao vào tấn công người thực thi công vụ. Và hiện Cục Cảnh sát Giao thông đang sử dụng kết nối công nghệ thông tin như là camera giám sát để ghi lại quá trình làm nhiệm vụ của Cảnh sát Giao thông, vừa để kiểm tra giám sát đối với cán bộ chiến sĩ, vừa ghi lại hình ảnh chống đối của người vi phạm để xử lý theo quy định. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền cũng cần sự chuyên nghiệp hơn nữa từ lực lượng thi hành công vụ. Nếu cảnh sát giao thông nâng cao uy tín, hình ảnh trách nhiệm của lực lượng mình không để xảy ra trường hợp nể nang, xin cho, xử lý mọi tình huống công bằng, nhân văn thì sẽ hạn chế được số vụ chống người thi hành công vụ. Chuyển sang một bài viết đáng chú ý khác. Thưa quý vị, suốt một năm qua thì một số người ở thôn Tránh Oai, xã Cát Hải, huyện Phủ Cát, Bình Định đã dựng hàng rào thép gai trong phạm vi dự án của Resort Vu Nam khiến cho nhà đầu tư điêu đứng. Báo Thanh Niên trên trang 13 có bài viết phản ánh răng thép gai thả bò vào Resort để phản đối. Nhóm người địa phương đưa ra 4 nguyên nhân khiến họ liên tục phản đối. Đầu tiên là việc công ty xây cống trong dự án đã làm chậm hệ thống thoát nước. Các cống này nằm bên trong khu đất của dự án. Thứ hai là khu vực dự án Resort Vu Nam đã làm ảnh hưởng đến bãi chăn thả bỏ ở địa phương. Công ty Ban Mai có thương lượng để hỗ trợ nhưng một số người vẫn không đồng tình. Thứ ba là sợ ảnh hưởng đường ra biển và không được sinh hoạt tại khu vực bãi biển nằm gần dự án. Thứ tư là việc xây dựng dự án có thể sẽ làm mất các động cát dọc bờ biển khiến gió cát bay vào khu dân cư. Vụ việc kéo dài từ năm 2018 đến nay với khoảng 200 hộ dân phản đối dự án. Hiện chủ dự án, người dân và chính quyền địa phương cũng chưa tìm được tiếng nói chung. Để hiểu rõ hơn về vụ việc trên thì quý vị có thể tìm đọc trên báo Thanh niên trang số 13 số ra sáng ngày hôm nay. Tiếp nối cùng với những câu chuyện liên quan đến đề đài bất động sản thì có hai bài viết rất đáng chú ý. Bài viết đầu tiên trên trang 2 của báo Thanh niên về vấn đề nghịch lý nhà ở xã hội đối với vấn đề nhu cầu nhà ở xã hội ở tại thành phố Hồ Chí Minh và những nghịch lý của nó. Một, một bài viết cũng đáng chú ý được đăng tải trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp với nhan đề là đồng thuận để cải tạo chung cư cũ. Theo bài viết này thì quy định về lựa chọn chủ đầu tư cũng như là tỷ lệ đồng thuận của khu dân cư cũ trong việc phá dỡ lựa chọn chủ đầu tư đang là những nguyên nhân cơ bản khiến việc cải tạo chung cư bị ách tắc. Và cụ thể, trước đây, luật nhà ở năm 2005 quy định có tối thiểu 2 trên 3, tức là 66,6%. Chủ sở hữu nhà trung cư quy định phá dỡ nhà trung cư là quy định có hiệu lực. Nay, theo khoảng 3 điều 110 luật nhà ở năm 2014 quy định là phải được tất cả 100% các chủ sở hữu nhà trung cư thống nhất phá dỡ nhà trung cư, không phải là nhà trung cư hư hỏng nặng. À, cấp D tức là cấp nguy hiểm và không an toàn cho người sử dụng để xây dựng lại nhà trung cư mới và quy định này không phù hợp với thực tiễn nếu không được sửa đổi hoặc có cơ chế thí điểm đặc thù về tỷ lệ quy định chỉ cần phải có tối thiểu từ 75% tức là bằng 3 phần tư thì chủ sở hữu nhà chung cư đồng ý phá dỡ nhà chung cư thì không thể thực hiện cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trên thực tế và hiện nay đang có rất nhiều người đang sinh sống và lưu trú tại các khu vực nhà chung cư cho nên đây chắc chắn sẽ là một bài viết rất đáng quan tâm quý vị và các bạn quan tâm xin mời tìm đọc trên trang 2 của báo diễn đàn doanh nghiệp số ra ngày hôm nay